Chào mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong thủy Sa Cát. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiều tài lộc. Xin chúc mừng những con giáp dưới đây bởi ngày 4 tháng 12 âm lịch chính là ngày đại cát dành cho các bạn. Bất cứ mong muốn nào của các bạn đều có khả năng cao thành hiện thực. Ngày hôm nay các bạn sẽ được quý nhân giúp đỡ về con đường công danh tài lộc. Trong chuyện tình cảm, đối với những bạn đã lập gia đình thì hôm nay tình cảm vợ chồng của các bạn sẽ thêm gắn bó và khăng khít. Còn với những bạn đang trong tình trạng chăn đơn gối chiếc thì hãy biết nắm bắt cơ hội mà ra đường tìm kiếm người yêu, bởi bạn sẽ rất dễ gặp được người phù hợp trên đường phố. Và đó là các con giáp Tý, Sửu, Tỵ, Ngọ, Thân, Dậu, tuổi Tý. Bước sang ngày 4 tháng 12 năm 2022 âm lịch, tin vui là vận trình của người tuổi Tý có nhiều khởi sắc rất rõ rệt ở hầu hết các phương diện. Con giáp này có điểm báo có quý nhân đồng hành, dìu dắt vượt khó nên khởi sự trong tháng dễ thành. Các kế hoạch diễn ra suôn sẻ, tạo thêm tự tin cho bản thân. Được lục hợp soi chiếu, viễn cảnh tương lai đang rất tươi sáng, miễn là bạn có cố gắng và dám làm, dám chịu, thật sự nghiêm túc với lựa chọn của bản thân, sự thuận lợi chắc chắn sẽ đến với con giáp này, biết đương đầu, biết chấp nhận với mọi trở ngại. Tài vận trong hôm nay khá vượng, công việc suôn sẻ, hứa hẹn thu nhập cũng tăng tiến, đặc biệt người làm kinh doanh có thể chủ động, đẩy mạnh kinh doanh, buôn bán và đầu tư ngay, sẽ có cơ hội thu được những khoản lợi không nhỏ khi thị trường đang nóng. Về tình cảm, nhân duyên của tuổi này cũng rất tốt đẹp nhờ có đào hoa chiếu mệnh. Người độc thân đi đâu cũng được chú ý, sớm muộn gì cũng tìm thấy nửa kia phù hợp, không phải lo lắng thái quá về tuổi tác. Đời sống hôn nhân êm đẹp, gia đình có nhiều tin vui. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Tý nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân thân Tý Thìn của phong thủy Sa Cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy Sa Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Tý để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Sửu, xem tử vi mùng 4 tháng 12 năm 2022 ngày hôm nay của tuổi Sửu có thiên quan chiếu mệnh, hy vọng bạn đừng dính tới kiện tụng pháp luật và chính quyền, đừng vì cả nể, vì sự cấp trên mà ôm đồm công việc của người khác trong khi chính bạn đang mệt nhoài và rất cần được nghỉ ngơi. Về phương diện tình cảm, nhờ cục diện hai hành thổ tương hòa nên người độc thân nên nhân cơ hội này hãy giao lưu nhiều hơn. Thời gian này, những ai đang hờn giận thì cũng là lúc bạn có thể nhìn nhận và đánh giá lại được mối quan hệ của mình, làm hòa với nửa kia. Đường tài lộc ổn định, không có biến động lớn do tuổi này khá hiền lành, thẳng thắn, không thích quyệt nợ người khác và cũng muốn giải quyết mọi chuyện một cách êm xuôi. Nhà có khó khăn về tiền bạc cũng bình tĩnh xử lý, không vạch áo cho người xem lưng. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tỵ, xem tử vi ngày 4 tháng 12 năm 2022 âm lịch, thấy có chính tài trợ vận, khuyên tuổi Tỵ nên tập trung vào công việc chính của mình. Những nỗ lực của bạn sẽ được cấp trên nhìn thấy nếu làm việc đến nơi đến chốn. Nay có lợi cho những bạn xin tăng lương, làm công chức, ngoại giao, khai trương lấy hên. Chuyện tình cảm cũng có nhiều điều thú vị giúp bạn vui vẻ, thoải mái nhờ tam hợp cục. Đầu tháng cứ có tinh thần vui vẻ như thế này thì cả tháng hanh thông, may mắn, gia đình bình an, con cháu sắp tới đón thêm tin vui mới, có người mang lộc tới nhà bạn. Mặt tài vận khởi sắc nhờ hỏa sinh thổ, cơ hội tài chính tốt, nhưng nhớ là đừng chỉ dựa vào trực giác mà cần phải phối hợp với mọi người. Mọi sự nghiệp rộng mở với tin vui về sự thành công của một mục tiêu quan trọng. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Ngọ, tuổi Ngọ gặp thiên tài nên sẽ có lợi cho những người làm kế toán, sổ số, tài chính. Tuy có lộc khá nhanh nhưng cũng dễ mất lộc nếu cứ khoe khoang về thành tích của mình. Khuyên Ngọ đừng đứng núi này trông núi nọ, ham công lớn, cứ làm tốt việc của mình là quá đủ rồi. Ở phương diện tình cảm, có các tinh chiếu mệnh giúp đường tình duyên của tuổi Ngọ khởi sắc mạnh mẽ. Người độc thân nhận được sự chú ý hơn, sớm muộn gì cũng tìm thấy nửa kia phù hợp, không phải lo lắng thái quá về tuổi tác. Chỉ cần bạn chủ động nắm bắt cơ hội tốt đến với mình để thúc đẩy nhân duyên thì không khó để gặp được người tâm đầu ý hợp. Đường tài lộc là điểm sáng trong ngày nhờ hỏa sinh thổ. Bạn luôn có thói quen bỏ riêng một phần thu nhập cho tiết kiệm, không bao giờ lo hết sạch tiền. Người khác bảo bạn keo kiệt chứ mặc kệ họ, thiên hạ không nuôi được mình ngày nào thì mọi lời phê phán đều là vô nghĩa.
Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Thân. Ngày hôm nay vận khí khởi sắc nên bạn hãy mạnh dạn tiến hành những công việc quan trọng bằng cách tận dụng cơ hội, hứa hẹn thành công lớn. Các kế hoạch diễn ra suôn sẻ sẽ tạo thêm tự tin cho bản mệnh. Những người làm nhà nước sẽ có cơ may tài lộc lớn nhưng phải chú ý để không bỏ lỡ mất cơ may đó. Người tuổi Thân dễ dàng thu hút được sự chú ý từ người khác phái, tự bản thân có sức hấp dẫn khó cưỡng, không cần phải giả tạo, nhiều cục diện, thổ sinh kim. Nhiều người sắp đón người thân từ xa trở về hoặc trong gia đình sắp có tin vui mới liên quan đến sinh nở, bệnh tật, tiền bạc. May mắn lần này bạn có thể tìm được cơ hội hợp tác trong các dự án mới, nhờ vậy tài chính cũng có dấu hiệu gia tăng nếu bạn chăm chỉ làm việc và thắt chặt chi tiêu. Nhiều người sắp được trả một khoản nợ nho nhỏ vốn bị lãng quên từ lâu. Sức khỏe của người tuổi Thân không đáng lo ngại, song bạn có dấu hiệu lao lực do thời gian này quá bận rộn với công việc và mải mê kiếm tiền. Hãy chú ý chăm sóc cơ thể hơn để không ngã bệnh vào thời điểm này. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Dậu. Được thiên ấn phù trợ nên tuổi Dậu trở thành người có tiếng nói trong việc hôm nay. Những bạn làm quản lý, giám đốc, cấp trên sẽ có lợi, có uy quyền, ăn nên làm ra, ai cũng phải nể. Nhưng vận may chỉ đến với những người khiêm tốn và ăn nói cư xử có chừng mực mà thôi. Rất may là chuyện tình cảm khá tốt nhờ tam hợp cục, bạn và người ấy tâm đầu ý hợp, người ấy luôn ở bên bạn và động viên bạn vượt qua mọi chuyện. Bạn có một nguồn năng lượng tích cực lan tỏa đến khắp mọi nơi và đây cũng chính là lý do khiến bạn nhận được sự quan tâm và yêu mến của mọi người xung quanh. Nay nhờ có cục diện thổ dưỡng kim nên Dậu có nhiều cơ hội kiếm tiền, nâng cao thu nhập cho mình. Dù làm nghề nào cũng có thu nhập tốt cả, nên hãy tận dụng cơ hội hiếm có này để tăng doanh thu, khai trương, nhập hàng, lấy may nhé. Tuổi Dậu cũng nên chú ý giữ ấm cơ thể để phòng bệnh cảm cúm, phong hàn gây ảnh hưởng tới công việc, sinh hoạt thường ngày. Nhất là người già và trẻ nhỏ càng cần được chăm sóc sức khỏe nhiều hơn do sức đề kháng kém. Ngoài ra cần chú ý trong khi đi lại để tránh gặp phải sự cố, đụng chạm xe cộ, gây thương tích sẽ rất bất lợi. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Dậu nên sử dụng vật phẩm phong thủy, tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu của phong thủy Gia Cát. Đặc biệt là vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Dậu để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, ngày 4 tháng 12 năm 2022 âm lịch, tức thứ Hai ngày 26 tháng 12 năm 2022 dương lịch, là ngày Quý Sửu, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần. Ngày này có nạp âm là Tăng Tráng Mộc. Ngày Quý Sửu thuộc hành mộc khắc hành thổ, đặc biệt là tuổi Tân Mùi, Kỷ Dậu, Đinh Tị thuộc hành thổ không sợ mộc. Ngày Sửu lục hợp Tý, tam hợp Tị và Dậu thành kim cục, xung Mùi, Hình Tuất, Hại Ngọ, Phá Thìn và Tuyệt Mùi. Các tuổi bị xung khắc với ngày là Ất Mùi và Tân Mùi. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!